Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Hóa Bãi nha anh em. Hôm nay em mới về cái lô máy cưa xích gồm các dòng máy cưa Steam Mona xin đây qua các kiểu cho anh em đây. Đó, tất cả đều hàng bãi chưa có dọn anh em nhé. Bao xinh bao đẹp cho anh em nhé. Đó, đặc biệt hôm nay em về một cây máy cưa Huana siêu to khổng lồ anh em đây. Đó, Estin đây cụ anh em. Rồi cây Huana siêu to khổng lồ anh em đây. Đó. Zin từ A đến Z đẹp len ken cho anh em nha. Đó. Đây. Em đã tháo bô cho anh em xem bê tông luôn này. Đó, bê tông bao đẹp bao mới cho các bác nha. Bên em lấy hàng lựa hàng đẹp đó, bê tông trời keng sbeng chưa có xước tí nào luôn nha anh em. Đó. Đo cái bê tông này cho anh em xem. Lấy được cặp anh Huy à? Lấy được cặp đi. Đó, máy bao zin bao đồ cặp đo. Len keng. Đây em sẽ quay video về việc xinh cái máy này cho các bác xem để xem máy con này nổ như nào nha anh em. Đó. Nòng bạc bô đồ nó là quá đẹp đỉnh đỉnh của shop luôn anh em nhé. Đó. Áo gió đẹp này. Cái này em rửa lên tí em sẽ rửa và sẽ quay video tiếp theo để anh em để anh em xem nha. Đó. Con này là Huana 268 này anh em. Đó, em sẽ quay cận cảnh chi tiết từ lúc máy chưa vệ sinh đến lúc vệ sinh nha anh em. Đó, vệ sinh là bên em chỉ có rửa lại thôi nha, không có bung máy nha. Nên các bác yên tâm về độ zin của nó nha. Đó, zin từ ANZ luôn. Đó, bô zin, tất cả đều zin, đồ zin theo máy hết nha. Đó, đấy, siêu khủng, siêu to khủng đồ anh em luôn. Hàng bãi về nguyên zin. Đấy, mới tháo bô ra để so xem bít tông nha. Áo gió zin này, margin sườn quét đen này. Đó, thốp lam này, thắng xích còn ok luôn này. Đó, hàng bãi về còn nguyên bản nha các bác nhá. Đó, nòng bô zin này. Đó, bao đồ bao zin anh em đẹp đẽ luôn. Con này siêu to một lô. Chút em sẽ đo bít tông anh em xem. Đó. Hướng dẫn anh em xem video từ lúc vệ sinh đến lúc chưa vệ sinh luôn nha. Siêu đẳng cấp. Sẽ kẹp điện thoại lên đây và sẽ quay cho anh em xem. Đó. Rồi. Bác đã xem lên vệ sinh cái cây này cho anh em xem nhé. Đó, bộ e-zin nó luôn nha. Đó. Bộ e-zin này. Lập gió zin nó luôn. Đó. Trong đồ zin nó là đều có chữ margin quét đen đen này nha anh em nhá. Đó. Bô e lọc gió này. Zin hết nước ngoài người ta xài rất là kỹ luôn anh em nhá. Đó, chế chiếc bình xăng lọc gió siêu kín đẹp. Em sẽ đo bít tông này xem là bít tông bao nhiêu ly nha anh em nhá. Đó, sẽ đo bít tông cho anh em xem. Siêu to khổng lồ anh em luôn. Đó, con này là 68cc. Hơi tầm đét. Okay. Bây giờ em sẽ bắt đầu vệ sinh cây này nha anh em. Đó, anh em chờ em một chút lốc. Em sẽ vệ sinh cây này lại và nổ ngon lành cho anh em. Và sẽ đem đi rửa vệ sinh cho anh em nhé. Anh em đón xem video của em cho cây máy này nha. Xin chào toàn thể nha. Đây nha, em đã vệ sinh xong cái cây cưa Huana này cho anh em xem này nha. Bao đẹp bao zin anh em luôn nha. Đó, máy len keng sờ beng luôn. Đó, tất cả đều là đồ zin theo máy hết nha anh em. Đó. Bây giờ sẽ test nổ anh em xem cái con này. Thốp lam anh em. Đó, bao đồ xịn sò luôn. Cây lam latin dài, cây này là dài khoảng 7-80 đấy nha. Cây lam latin. 1 2 lam dài 70 nha anh em. Lam đầu latin xịn sò nguyên zin. Rồi, test nổ nha xem con này.
Xịn sò anh em nha, làm ok luôn, họ làm đầu latin siêu đẹp, xích mới nha, con này sẽ cắt xích mới cho anh em nha, đó thắng xích ok luôn nha, zin rồi dẫn nổi anh em phát đưa cho nó sướng. Bao ship tận nhà cho anh em luôn, hàng Thụy Điển chính hãng, xích mới 6 triệu bao ship.